Từ đầu năm 2024 đến nay, tình hình bệnh dại gia tăng đột biến với 22 trường hợp tử vong, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023. Bộ Y tế có công văn gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh dại. Theo đó, chủ động giám sát chặt chẽ các trường hợp bị chó mèo nghi dại cắn để hướng dẫn tiêm phòng theo hướng dẫn của Bộ Y tế và xử lý ổ dịch kịp thời, đảm bảo đủ và tăng cường khả năng tiếp cận của người dân với vaccine phòng dạy huyết thanh kháng dạy đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cao bố trí mỗi huyện có ít nhất một điểm tiêm ở những nơi địa bàn rộng và địa hình khó khăn xem xét bố trí thêm điểm tiêm phòng